Rồi em chào các bác. Hôm nay em quay nhanh cho các bác một chiếc xe mà em mới nhập về các bác nhá. Giới thiệu với tất cả các bác, hôm nay em có chiếc Hyundai Accent số sàn bản đủ, sản xuất 2018, tên tư nhân biển tỉnh các bác nhá, màu trắng. Nếu như mà để mà chạy dịch vụ thì các bác sẽ lựa chọn nhiều dòng xe khác, ví dụ như là Nissan Almera, Toyota Vios, Hyundai Nissan Sunny, nhưng mà Hyundai Accent này nó form dáng nó cũng khá là đẹp đấy các bác. Em bán với cái giá mà còn lâu mới chưa tới 400 các bác ạ, 385 triệu. Đó là giá em chào bán. Và giá trên thì vẫn còn thương lượng và linh động cho các bác. Về chất lượng xe thì em nhấn mạnh lại là em cam kết với các bác xe không đâm đụng và xe không ngập nước các bác nha. Và đây là chiếc xe số sàn bản đủ. Đây, chiếc này là số sàn bản đủ, rất là phù hợp cho các bác nào với cái tài chính mà loanh quanh chưa đến 400 triệu các bác ạ. Số sàn, và em cam kết với các bác là xe không có taxi, không khoan đục gì đâu các bác nha. Em quay qua sơ bộ với các bác này. Xe chạy 6 vạn xịn, vô lăng bọc da, nút bấm tích hợp trên vô lăng, đèn nổ start top, màn hình này là màn hình theo xe, số sàn thôi. Nên do vậy là xe chỉ được trang bị điều hòa cơ mọi người nhá. Đây các bác nhìn giúp em cái củ số đây. Nếu như mà một chiếc xe chạy dịch vụ taxi rồi thì nó cái đấm số sẽ không bao giờ còn được đẹp như này. Phanh tay, hai chìa khóa đầy đủ các bác nhá. Đây tắp ly của cánh cửa đây. Em cam kết cho các bác là xe không đâm đụng và xe không ngập nước. Nếu như các bác lên xem xe hay là test xe mà không đúng như mô tả thì em hoàn toàn là kỷ niệm xe luôn cho các bác ạ. Chiếc xe này được bực bộ ghế da màu đen pha với một chút màu kem bơ các bác ạ. Và anh chủ xe đã trang bị một bộ thảm 5D. Đó. Đây các bác này, lốp còn dày bịch luôn mọi người nhá. Màu trắng, chìa khóa thông minh đầy đủ. Đây các bác nhìn giúp em từ cái ghế lái này. Và đây là cái má ghế lái, má ghế lại. Và cái xe này đây kia là chức năng nâng hạ ghế cơ, nâng hạ ghế cơ mọi người nha. Đó, có phần tắp lô, tắp lì với nội thất thì đẹp các bác ạ. Chấm điểm con xe này là chấm điểm 9 luôn đấy các bác. Em quay vào cái khoang động cơ cho các bác xem này. Đây, em quay luôn cho các bác về cái ốc cabo, keo chỉ, nắp cabo này. Đó, ốc cabo này các bác, zin mọi người nhá. Ốc tai xe cũng là zin hết này. Chiếc xe này trang bị động cơ 1.4. Đây các bác, ốc chân máy đây. Đây ốc mặt máy đây vẫn còn là nguyên bản hết mọi người nhá. Máy đang nổ rồi mọi người, hiện tại máy đang nổ. Rất là sạch sẽ rồi, em cho spa dọn dẹp rồi các bác này, thì bên trong máy đây. Bình ắc quy này, hộp cầu chì. Xe mang biển số ở Đà Nẵng các bác nhá. Em cam kết cho các bác là về vấn đề chất lượng nên là các bác hoàn toàn là yên tâm tuyệt đối 100%. Máy đây. Lốp. Xi nhan tích hợp trên gương. Cửa đóng vẫn chắc nịch luôn các bác nhá. Và trần cái xe này thì vẫn được trang bị ở trần nỉ đấy các bác này. Trần nỉ nguyên bản theo xe. 385 triệu, giá trên vẫn còn thương lượng và linh động các bác nhé. Bác nào mà có nhu cầu thích chiếc xe này thì liên hệ với em. Xin thành cảm ơn các bác.